Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây thì số ca mắc mới tại các khu công nghiệp thuộc thành phố Hải Phòng cũng đã gia tăng đột biến và đặc biệt là tỷ lệ ca mắc mới ở nhóm đối tượng chưa được tiêm vaccine cũng ngày một gia tăng. Và để giảm thiểu số ca mắc COVID-19 mới cũng như là những ca chuyển nặng và tử vong, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát các nhóm đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và tạm dừng tuyển dụng lao động chưa đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương ra soát lập danh sách công nhân người lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine gửi ngay Sở Y tế, đồng thời tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu ra soát lập danh sách công nhân và người lao động tại các công trường xây dựng, người lao động tự do, người trong các khu nhà trọ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine gửi lại sở y tế